Chưa? Để nghe mẹ nói cái. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh em channel. Hôm nay Mộng Anh đi vệ sinh răng đặng chuẩn bị đi học. Rồi có mấy cái này giới thiệu với quý vị khán giả nha. Excuse me. Đây, mẹ chưa nói gì hết rồi đổ ra hết rồi. Mẹ lấy ra. Đây đứng dậy kìa Mộng Anh. Này, con hôm nay gì? Nàng tiên cá. Nàng tiên cá đi làm răng ha, đánh răng ha. Còn đây là chú khủng long. Chú khủng long màu xanh lá cây. Các bạn cái bàn chải này của ông cá với của mình. Này để nghe mẹ giới thiệu cái. Lúc mà Mộng Anh là lên răng xong á, là làm sạch răng xong á, cái người ta cho cái bịch này nè. Ở trong đây thì có kem đánh răng. Có sticker. Tặng kem đánh răng cho các bé. Sticker. Để lên đây chứ. Rồi có tặng mấy cái đồ dán này cho em bé sẽ nè. Đánh răng sẵn đây. Rồi có tặng cho một cái bàn chải đánh răng nữa. Làm vậy cho các bé các vừa giới thiệu sản phẩm mà vừa làm cho các bé thích mà luôn. Cái này cay lắm á. Theo mình nghĩ như vậy á. Còn này Quốc Đại được tặng thêm cũng giống như vậy luôn. Quốc Đại được tặng thêm này cũng chai kem đánh răng. Năm chưa có mở. Rồi một cái bằng chải luôn. Của mình đó, còn này của ông. Rồi này giấy dán luôn, giấy dán người nhện. Quốc Đại thích người nhện. Còn này em Mộng Cát được tặng cái này bằng chải. Vậy cho các bé rồi. Thích đó. Rồi còn eo xà của con đâu? Này là hình như ai là Anna phải không Mộng Anh? Dạ. Đúng rồi, Anna. Cái này là Anna. Mẹ sẽ mở cho mình đánh răng nha. Sao mờ mờ quá. Trước lúc đi lại chỗ nha sĩ á, chỗ làm răng á. Rồi đúng rồi, thấy trong rồi đó con, cảm ơn con. Mua cái này đang dụ cho Mộng Anh. Đừng có sợ, đừng khóc. Rồi đây nữa. Con nghe cho mẹ là nói con dụ á. Mẹ dụ con á, mẹ giỡn á, mẹ thương á biết không. Ví dụ con đặng con nhìn bác sĩ đừng có khóc. Các bạn đúng nhìn rồi. Trong nó màu xanh. Đâu? Này. Rồi cái này nè cả nhà. Ở bên đây có cái chỗ bán đồ Wandola đó. Món đồ nào vô trong đó cũng một đồng hết trơn á. Mình mua mấy cái bong bóng này cho bé chơi nè. Cái nào cũng một đồng. Này Mộng Cát là number one. Rồi Mộng Anh thích ngựa Benny. Rồi anh Quốc Đại thì thích người nhện. Tính nói gì quên rồi. À bong bóng đó ở Wandola thì có một đồng à, còn mình mua ở Walmart hay là điêu lệnh gì thì tới 3 đồng mấy, gần 4 đồng một cái. Nên mình chơi cho mua cho các bé chơi một chút thì mua cái này được rồi đó. Bạn mình để hết đây rồi để cho nó đừng bay á. Vậy hả bạn? Này bạn đi lên răng sao? Bạn chia sẻ với mình được không? Dạ. Bạn quay đây nè bạn. Bạn chia sẻ với mình chút xíu đi. Bạn đứng dậy đi. Bạn đi lên răng. Bác sĩ làm cho bạn những gì? Bác sĩ kêu mình phải... Trước là phải đánh răng. Trước là... Xong rồi thứ hai là phải... Phải... lấy nước vô. Rồi xong rồi... Thứ ba là đánh răng lợi. Còn thứ bốn là để mình làm răng cho thiệt là sạch. Vậy hả bạn? Nhưng mà mình còn vàng hơi chút. Tại vì mình đánh răng chưa có sạch. Bạn làm mình chóng mặt quá, bạn đứng yên được không? Thì mình nói ở đây rồi. Rồi bạn lên răng bạn có sợ không?
Bạn đứng yên đi, mình chóng mặt quá bạn ơi. Rồi bạn có gì bạn muốn chia sẻ với mình nữa không? Bạn có hình dáng gì vậy bạn? Mình không biết cái tên này nữa. Thôi mình dán luôn đi cho bạn. Bạn dán ở đâu? Bạn ở đây bạn nói chuyện với mình chút đi. Mình dán ở lên bên bóng của mình. Tóc mình nè. Tóc mình nè. Cái tướng này kìa. Bạn thích bóng đó hả bạn? Đó là hình gì vậy bạn? Hình con ngựa bên đây để chi? Này bạn giỏi quá ha, mình chúc mừng bạn ha. Bạn làm răng sạch mà bạn không có sợ, không có khóc ha. Chúc mừng, chúc mừng. Mình chúc mừng bạn nha. Rồi, rồi ngày mai đi bác sĩ gia đình nữa, bạn cũng đừng khóc nha bạn. Mình cũng đâu có khóc đâu. Phải lâu mà mình đi mình cũng không khóc luôn. Dạ, bạn giỏi quá. Mơ kiểm tra sức khỏe bạn tốt, mơ sức khỏe đầy đủ rồi bác sĩ mới cho bạn đi học ha. Sao bạn gật đầu mà không trả lời mình? Bài làm hai đầu. Bạn làm hai mặt luôn hả? Có hai mặt bạn. Quý vị khán giả thấy Quốc Đại và Mông Anh có dễ thương không? Em mong cát nữa, em mong cát của con ngủ rồi. À, nếu thấy thích thì vui lòng đăng ký nè cho con nè, like cho con nè, rồi chia sẻ cho con để nhiều người biết, để ủng hộ cho kênh của con nữa nha. Nhờ không sao đâu bạn ơi. Bạn ơi, bạn ồ. Ừ, thấy rồi. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả. Đi rồi, hãy đi bà. Quốc Đại, lại đây Quốc Đại. Đại đó mấy. Quốc Đại thích người nhện quá trời. Xin chào các bạn. Nhớ đăng ký thông tin. Up, like, subscribe. Nhìn đây nè bạn. Để theo dõi video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ mình có tiền. Money, money. Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho kênh em channel. Chúc quý vị khán giả có những thời gian thật là tuyệt vời. Mọi điều tốt lành. Anh em ôm nhau cái ơi con. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Té. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye.